Hôm nay mình thấy bến xe Bù Đông. Ở đây thì chạy xe một năm phải thay hai lần. Thay hai bộ bánh. Bộ bánh mùa hè với bộ bánh mùa đông. Bây giờ mình thay bộ bánh lại bánh mùa hè bởi vì mùa đông hết rồi. Qua mùa đông rồi. Mùa đông phải chạy bánh gai. Bánh phải có đinh mới bám được, còn mùa hè thì không cần. Ở đây mùa hè thì bánh này rồi, một năm phải thay hai lần, một cái tháng 4 phải thay mùa hè tới 11 cái tháng 1, với 11 cái tháng 11 thì phải thay lại mùa đông. Cái này mới mùa này nó màu nữa. Coi cái quả bấm sao đây. Mới nhỏ. Màu hơn còn đội nhỏ của chiếc xe. Xưa mấy cái đồ này ở nhà có một chiếc xe thì xài bằng mấy đồ này được, thường thường ở đây nhà kia hai ba chiếc xe, làm này lâu lắm. Nhưng có cái này giúp ích đỡ lắm, bán cũng mấy chục bạc gì mà xài cũng tốt lắm. Một năm rồi. Tốt thiệt à. Chỉ có cái này là làm nhanh nhất thôi. Tháo vào mấy cái này hồi xưa lâu lắm. Có gai vậy đó. Thấy không? Có gai nè. Bộ bánh này chạy khoảng được 20-30 ngàn cây vậy. Tức là nếu chạy ít tương đương với chạy khoảng 3 năm bảo đảm. Bánh này thì tốt. Này Nokia của Phần Lan. Mình sẵn mình kiểm tra nó thắng luôn. Cái nào tốt. Ok. Cánh này cũng hợp, còn là khuyết sâu lắm. Này chạy cũng 3-4 năm nữa. Cái này hả? Của hàng Nokia. Thank you.
trơn. Không cần phải dẫn chắc lắm, là bởi vì khi mình chạy con tán, thường thường con tán này nó gắn mà cái chiều quay nó ngược chiều, khi mình chạy tới nó sẽ siết vô, nếu mình dẫn siết quá sang mùa đông tới mùa đông tháo không ra, có nhiều người dẫn siết quá leo lên đạp rồi tới mùa đông dẫn gãy cái này mất đi thợ tháo ra. Chỉ cần dẫn cứng tay là đủ, đúng ra siết của cái máy này đủ rồi. Hiện tại mình người Việt của mình thường không kỹ, kiểm tra lại một cái. Okay. Xong một cái. Vậy bắt đầu mình tới cái thứ hai. Để cái máy vào đâu đây? Oh!
xa là đứt pin hết rồi. Sao này phải đi mua khác rồi, sang năm. Thường hay gắn cái bánh sau. Chỉ ở bên trước. Cũng còn tốt. Sao? Chỉ xịt vô chút dầu cho nó. Cho nó chống xét. Bảo đảm đầy tới mùa đông. Đầy tới tháng 11, một tháng 11 thay ra rồi. Kiểm tra hơi á. Cho hơi bánh xe thì ở đây mình có thường hay viết cho mấy chỗ này. Ví dụ như ở trước 2,53, ở sau 2,63. Vậy thôi. Mình kiểm tra. Thì qua một năm mình phải kiểm tra cái hơi nó lại một lần để cho bốn bánh nó hơi để nó tìm xíu nha. Để có cái hơi nó không bằng nhau chạy xe nó rung.
có thể mình chạy tốc độ nhẹ thì không thấy gì, nhưng mà có khoảng chừng 120 trở lên bắt đầu nó bị rung.